thùng nuôi ong, nghe em lại về đây các bác ơi. Xin chào các bác thợ nuôi ong trên toàn quốc. Ngày hôm nay cơ sở An Thịnh lại tiếp tục về một lô thùng nuôi ong sau mấy ngày bên xưởng bận, thì hôm nay tiếp tục hàng lại về và em lại tiếp tục giới thiệu về sản phẩm về thùng nuôi ong dành cho các bác thợ nuôi ong mật trong ngày hôm nay. Thì lời đầu thì cũng xin em cũng xin đại diện cho cơ sở dụng cụ nuôi ong An Thịnh đến từ Bắc Giang cũng xin gửi lời chào và lời kính chúc sức khỏe tất cả các bác nhé. Và đây là thùng nuôi ong bên cơ sở nhà em đây ạ. Thì trước tiên thì em vẫn xin giới thiệu lại là thùng nhà em thì là thùng ván liền. Đấy, thứ nhất thế, thứ hai là đã được ngâm 6 tháng và chất liệu gỗ là đóng bằng gỗ gạo các bác nhé, gỗ gạo. Đấy, các bác biết cây gạo hoa đỏ không? Đấy, thì cái cây đấy ở trên rừng nó còn nhiều và cây gỗ nó to. Đấy, cây gỗ gạo thì là đóng cái thùng nuôi ong và đặc biệt là đã được ngâm xử lý 6 tháng rồi thì là nó rất là bền các bạn, nó rất là bền, nó không bị cong vênh mối mọt gì nữa. Để đảm bảo bền hơn thì về các bác có thể là sơn qua cũng được, còn không các bác cứ để nuôi như này thì cũng phải bền được chục năm các bạn. Đấy, mình che mưa nó vào, nó sợ nhất là nước thôi, chứ còn nếu để khô bình thường thì rất là bền. Và số điện thoại để đặt mua hàng thì các bác liên hệ trực tiếp với bên nhà em theo đầu số này đây ạ. Đây em đã quay ở chỗ mỗi thùng thì đều có logo bên cơ sở nhà em và có địa chỉ sẵn ở đây. Đấy, các bác có thể tạm dừng ở thời điểm video bây giờ, các bác bấm vào tạm dừng đi ạ. Các bác bấm tạm dừng nhé. Thế sau đấy các bác gọi số này cho em để đặt mua thùng ong. Bên cạnh thùng ong thì nhà em có tất cả các cái vật tư khác, cho nên là các bác cần cái gì thì cứ liên hệ. Và quay trở lại với nội dung thì em xin giới thiệu là thùng nuôi ong bên nhà em thì chất liệu em vừa giới thiệu rồi. Thùng ván là ván liền, dưới đáy là ghép. Với mỗi một chiếc thùng đi kèm thì sẽ có một cái vách ngăn đi kèm sẵn trong thùng rồi. Đây các bác ơi, đấy, thùng rất là đẹp, vuông vức này. Quá là đẹp luôn các bác ơi. Là một cơ sở chuyên cung cấp về thùng nuôi ong, cho nên là xưởng nhà em thì chuyên đóng thùng nuôi ong. Đấy, nên là cái kích thước, tất cả các cái lắp này nó đều bằng nhau. Đấy, các cái lắp này mình có đổi lắp cho nhau thì vẫn là bằng nhau các bác nhé. Đấy thì cũng có những bác yêu cầu bên nhà em là không dập cái logo. Đấy, nếu các bác yêu cầu không nhập logo nhé cũng được. Đấy, còn bình thường sản xuất ra một lô thùng này thì nhỉ, là nhà em đều dập logo. Tại sao các bác lại không yêu cầu dập logo số cũng như là thương hiệu nhà em? Bởi vì là các bác về muốn bán lại đấy. Đấy, các bác là đại lý muốn lấy lại về để bán thì các bác cứ báo bên em là tôi lấy cái thùng mà không dập chữ cũng được. Thế còn thùng nhà em dập chữ để làm gì ạ? Dập chữ để bảo hành sản phẩm cho các bác, có nghĩa là gì? Đấy, cứ các bác chụp ảnh mà đúng cái chữ này là chữ nhà em rồi mà thùng nó bị làm sao, nó bị cong vênh mối mọt là bên em có quá trình đổi trả cho các bác cái thùng mới các bác nhé. Đấy, ngày hôm nay về được 40 thùng thì tiếp tục sẽ là những cái đơn hàng lẻ trong ngày hôm nay. Thế còn những cái đơn hàng các bác lấy số lượng thì các bác đợi em 1-2 hôm nữa thì mới đủ hàng. Còn đây là sẽ khách là lấy 2-3 thùng này, 2 thùng, 3 thùng, 4 thùng bên em đều gửi từ 1 thùng trở đi các bác nhé. Đấy, nhà em bây giờ là đang tiến hành bắt đầu tiến hành vào đóng hàng đấy ạ. Và đây là những cái địa chỉ ạ. Đây là đến từ Hải Dương ạ. Các bác nhìn giúp em, đây là đến từ Hải Dương, đây từ đến từ Hà Tĩnh và đây là đến từ đâu? Đây đến từ Cần Thơ và bên dưới này vẫn đây này đến từ đâu? Đến từ Bến Tre. Đến từ Bà Rịa Vũng Tàu. Rồi. Đấy, thì các bác thấy là sản phẩm nhà em đi khắp cả nước. Các bác ở đâu bên em gửi được nhé. Thùng nuôi ong rất là đẹp. Đấy, các bác cần thùng nuôi ong liên hệ bên em. Và em xin nhắc lại là cơ sở An Thịnh thì cung cấp đầy đủ tất cả những cái dụng cụ nuôi ong mật cần thiết cho các bác. Các bác nào cần mua phấn hoa, bột đậu tương hay là thùng quay mật hay cầu nuôi. Đấy, đầy đủ từ A đến Z để phục vụ các bác trong ngành nghề nuôi ong mật. Video ngày hôm nay thì cơ sở em xin được kết thúc ở đây. Xin chào các bác nhé.